anh vui lòng cho biết bật mạng lên trên cột sóng điện thoại có hiện lên chữ H cộng em 3G hay 4G gì không anh? 4G, H cộng gì đứt hết, không hiện gì hết á. Giờ cũng tính sao với tôi? Trường hợp này để em hướng dẫn anh reset. Không hướng dẫn gì chừng á. Hát đi, hát đi. Bấm nút, bấm nút. Không liệt chẳng, em không có bấm chị. Thì tôi tức cô rồi đó, tôi nói bực cô rồi đó. Vậy bây giờ em ghi nhận cho anh nha. Ghi nhận cái gì? Nếu như anh không đồng ý thì em xin phép được gác máy, em chào anh. Ê, trời trời. Thường em có hay gác máy không? Có chị cục nào căng lắm, nhưng mà hiếm ai khó tính nhanh lên lắm. Dở lắm chị ơi, kệ, đông kệ, lắm. Khách hàng đâu nghe đâu, em coi như em gác anh hát mình vậy đó. Hát anh bên kia anh xỉu luôn, không bấm nút nữa chắc còn chết em nữa. Thấy em sao? Em cũng là xinh, anh khoái cái điểm nhậu lắm. Khi mà lúc mà tìm đối tượng á thì đôi lúc cũng đặt cái tiêu chí đó mà tìm hoài cũng không thấy. Trời ơi, tiêu chí là tìm bạn gái biết nhậu à? Dạ. Thôi mốt lỡ mà anh dắt em đi nhậu đồng nghiệp của anh á thì anh nhậu đi em ăn cho. Ủa tới đây nói chuyện nhậu hả? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi, bây giờ mình giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào, chào chị Cát Tường. Chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Võ Hữu Khương. Năm nay em 24 tuổi. Em đang là kỹ sư an toàn. Sư an toàn là sao? Dạ, là mình coi về các công tác an toàn ở trên công trường hoặc là nhà máy này kia chị. À, quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Tiền Giang. Em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em tên là Lê Thị Hồng Phượng. Hiện tại thì em 22 tuổi. Em quê ở Long An. Em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại công việc của em là em đang làm bên mảng chăm sóc khách hàng của nhà mạng Vinaphone. À, vậy ha. Dạ. Chăm sóc khách hàng. Một bên là bảo vệ an toàn cho mọi người ha. Dạ. Cũng được. Một bên Tiền Giang, một bên Long An. Hợp lý quá. Hợp lý. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì em? Dạ, điểm mạnh của em thì em hòa đồng, dễ gần. Nói chung là mới gặp em có thể tiếp chuyện được với người đó. Và hơi khùng xíu, hay lầy xíu. Khùng, lầy là sao em? Tức là em khi mà em cảm thấy người đó hợp với mình rồi, hợp gu rồi là em lầy hết mức. Và khùng hết cỡ. Đang làm việc thì em đang nói chuyện khách hàng, có thể em nót máy lại, em hát một câu ngu ngơ nào đó. Em câu giờ khách hàng vậy đó hả? Không, em nót một xíu thôi, em hát chừng câu vài 4-5 chữ thôi. Còn, nếu như còn điểm yếu thì em hơi nóng tính một xíu. Và khi mà em nóng tính rồi thì nói chung là bất cứ ai nói cái gì em cũng không có nghe hết. Bây giờ thí dụ anh là khách hàng nè, gọi tổng đài em nè. Alo. Dạ, số 6156 xin nghe ạ. Làm ăn gì kỳ cục vậy? Đứt mạng hoài vậy? Dạ, anh gặp tình trạng đứt mạng, chứ cần mạng không được hay sao anh? Mạng wifi hay là 3G ạ? À? 3G wifi gì cũng bị đứt hết. Hiện tại anh vui lòng cho biết bật mạng lên trên cột sóng điện thoại có hiện lên chữ H cộng em 3G hay 4G gì không anh? 4G, H cộng gì đứt hết, không hiện gì hết á. Giờ cũng tính sao với tôi? Trường hợp này để em hướng dẫn anh reset. Không hướng dẫn gì chừng á. Hát đi, hát đi. Bấm nút, bấm nút. Không liệt chẳng, em không có bấm chị. Thì tôi tức cô rồi đó, tôi nói bực cô rồi đó. Vậy bây giờ em ghi nhận cho anh nha. Ghi nhận cái gì? Nếu như anh không đồng ý thì em xin phép được gác máy, em chào anh. Ê, trời trời. Thường em có hay gác máy không? Có chị cục nào căng lắm, nhưng mà hiếm ai khó tính nhanh lên lắm. Còn cái vụ hát đi, em hát vài câu giả tỷ à, nhưng mà em hát dở lắm chị ơi, hay đông kệ, lắm. Khách hàng đâu nghe đâu, em coi như em gác anh hát mình vậy đó. Hát anh bên kia anh xỉu luôn, không bấm nút nữa chắc còn chết em nữa. Anh đang sẵn sàng lắng nghe. Thôi này, để vài bữa có gì về em hát riêng cho anh nghe. Trời ơi, cô này cô duyên dễ sợ, dễ thương, khủng khiếp luôn á. Bạn trai nãy giờ im re vậy em? Dạ. Nghe em thấy sao em? Nghe nãy giờ ốc cục em nổi quá trời chưa. Bây giờ tình trường đi. Em trải qua hai mối tình. Mối tình hồi cấp 3, chia tay được khoảng 1 năm. Cuối năm 3 em quen một bạn chung với trường của em. Thì bạn đó thì quê ở Bình Định. Cũng dắt về nhà cho ba má ra, cho ba má coi mặt luôn. Mà ba má nói là trời ở Bình Định sao quá, ba má không cho quen. Em ơi, rồi vậy mốt em dắt anh về rồi lỡ cũng vậy rồi bỏ anh luôn hả? Không anh, anh Tiền Giang là em kết rồi. Dễ thương gì mà sao mà ế được, không biết nữa à? Tại vì cái môi trường làm việc của em á chị thì thường là nam. Bạn nam cũng có, nữ cũng có, nhưng mà nam hầu như bạn trai của họ thì đẹp trai hơn họ nữa. Em sợ men hơn các bạn đó, cho nên khó kiếm bạn. Nói chung là có mấy anh IT lên trên đài nữa thì em cũng có ghẹo luôn thiệt. Ghẹo mà mấy ảnh không lắm lại sửa máy cho em luôn. Rồi, nãy giờ bạn gái chia sẻ nhiều rồi đó, bây giờ bạn trai chia sẻ đi. Dạ thì
Từ trước giờ thì gọi là yêu chân thành thì em cũng có trải qua hai mối tình. Gần nhất thì lúc em học năm 2 đại học thì cũng quen gần 1 năm. Nhưng mà cái người em quen thì cũng cấp 3 thôi. Thì cũng con nít với nhau rồi nó chia tay. Do tính chất công việc nó cũng sáng đi chiều mới về thì cũng không có thời gian. Còn em thì lười lắm, kiểu như chưa tìm được bạn nào thích hợp thì là cứ nằm ở nhà em chơi thôi mà. Cho nên em mới tới giờ. Giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Thì em thích mấy bạn nữ là cao khoảng 1m6 đâu lên. Thích bạn nó có cá tính xíu như bạn kế bên. Về với em bị ăn hiếp nhiều lắm nhưng thì em thấy cũng ok rồi. Bạn em có công việc ổn định thôi. Mình nó ổn định rồi đó. Không à, nếu mà cắt máy khách hoài cũng chưa chắc ổn định thôi nha. Rồi bên kia. Anh không... ơi, em không cao được 1m6, 58, 59 gì à, không tới 1m6. Còn nhiều đâu. Trời, cũng có 2 phân thôi em, sao nữa. Em thích bạn trai thì sao? Nói cho anh nghe đây. Bạn trai có một nụ cười giống Ngô Kiến Huy. Không có giống Kiến Huy, Kiến Lửa được không? Bạn trai cao tầm khoảng 1m67 đến 75. Không mập, không ốm, tại em ốm rồi. Anh bên kia ơi, anh có biết nhậu không anh? Vẫn có em. Anh nhậu bia khoảng được bao nhiêu chai? Thì chừng nào người ta về thì anh về. Vậy được rồi. Lâu lâu anh em mình buồn bài ra nhậu ha. Vui hả? Hồi nãy là anh quên nói là anh thích mỗi bạn gái là biết nhậu với anh. Mấy chai? Em thì... Nhậu rượu đế không? Không, em uống rượu đế em cũng không biết uống rượu nhiêu. Nhưng mà uống bia chắc em uống tầm khoảng từ 5 đến 6 chai tùy hứng nữa. Anh thật sự anh thấy cô gái này anh khoái dù cá tính đó nha. Coi mặt cái coi. Hello. Dạ, chào anh Nguyễn Linh. Trời ơi, bây giờ anh tưởng tượng khác. Không nhận em lạ thiệt á. Lạ không anh? Lạ. Nó bậy em... cúp máy bây giờ. Em thấy cũng lạ. Đừng có gạt máy với anh nha. Mà gạt máy là phương án tốt nhất. Em có thích lãng mạn không vậy? Em cũng thích một tí nhưng mà đừng lãng mạn quá. Em cũng thích đừng nói những từ ngôn tình. Em thấy sến lắm. Dù hôm đó là ngày lễ đặc biệt gì đó, rồi anh về sớm anh làm hết nhà giùm em, có gọi là lãng mạn không? Không, thì nó có gọi là sến không? Không, anh sến tức là nói những cái từ mà ví dụ như là anh yêu em, khi nào biển cạn thì anh hết yêu em đó. Đúng rồi đó, ngôn tình. Còn nếu như anh làm phụ việc nhà của em quá sướng rồi, em nằm không sướng mình chết luôn, cái gì đâu. Em không thích gì ở bạn trai? Bạn trai hả? Hút thuốc anh. Anh không hút thuốc em ơi. Thì được rồi, được nhỏ rồi. Tới lớn không hút thuốc. Không thích gì nữa không? Không thích bạn đó, hay cằn nhằn em, hơi gia trưởng nữa. Nói chung là thường thì em có những cơn lười biếng bất chợt thì đừng có dặn em là được rồi, từ từ em làm. Công nhận em hay thiệt nha, em có những thứ bất chợt hay thiệt. Nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được nè? Được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm chị. Để còn nhỏ vậy lấy luôn hả? Tại vì còn nhỏ chụp hình cưới cho anh đẹp. Hay, ý này hay nè. Duyên lắm. Em chào chị. Nếu mà được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân? Thì em cũng đang dự tính là 6 tháng đến 1 năm. Tức là em nghĩ đẹp nhất là tháng 6 năm sau. Tại sao? Em cũng còn trẻ quá mà, lấy vợ chi sớm vậy em? Tại vì em suy nghĩ là mình an cư là mình lạc nghiệp chị. Là em muốn còn trẻ thì mình có gia đình sớm thì mình mới có cái mục tiêu để mình phấn đấu cho tương lai. Có cái điểm gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích người bạn gái mà giấu gì đó. Em thích một người là ngay thẳng thôi. Có cái tật xấu gì mình chưa chia sẻ không em? Dạ thì cái tật xấu của em thì mọi người nói là em hơi khó tính xíu. Trời ơi, mới chút xíu vậy mình khó tính. Dạ tại vì ví dụ như em khi mà làm việc gì á thì em đã nói là em phải làm liền. Nhưng mà nhiều khi cái quyết định của mình nó chưa đúng, mình phải đem ra mình bàn với những người thân mình chứ. Dạ đúng rồi, thì bởi vì em mới cần lập gia đình để có vợ hay bàn gì đó. Với vợ phải dạ không? Đúng rồi. Sau này lấy nhau về thì kinh tế ở nhà ai quản lý? Nếu mà vợ em thích giữ hết thì cũng được. Thì hết ngày cấp cho anh 50 được không anh? Được em. Chỉ cần mỗi tối là em nhậu với anh là được. Anh khỏi đi đâu có. Nhậu thì tiền. Anh đừng có lo, em thích nhậu mà. Bây giờ mình gặp người thân đi. Đi với ai nè? Em đi với đồng nghiệp với em, với chị gần nhà chị họ em. Rồi, cho chị gặp đồng nghiệp với chị họ của bạn gái. Dạ, em chào chương trình anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào chị. Thì thấy hai bạn nét tương đồng hơi nhiều. Tính Phượng thì đôi khi cũng còn con nít lắm. Với lại mong bạn là chịu được cái tính là sáng nắng chiều mưa, tối đông đưa chiều cường của Phượng. Nhưng mà thấy bạn này được không? Đánh giá riêng thì bạn thì có thể là cho 9.5. Còn với bạn Phượng thì không biết là bạn Phượng sẽ đánh giá bao nhiêu. Cảm ơn bạn. Bạn trai đi với ai? Dạ thì hôm nay em đi với bạn thân của em, với ba đồng nghiệp. Dạ xin chào chương trình. Khương thì người rất là vui vẻ, hòa đồng,
nhiệt tình công việc. Bạn ấy không có gia trưởng đâu, theo em nhận xét là như vậy. Và tính tình rất là hài hòa. Bây giờ quan sát bạn nữ này chắc cũng đạt được khoảng chừng trên 8 điểm rưỡi của bạn Khương, bạn đưa ra là... Kéo màn, hai bạn sẽ có thời gian 2 phút để gặp nhau. Mời bạn. Món hoa tặng em. Em cảm ơn anh. Em thấy em sao? Em cũng là xinh. Anh khoái cái điểm nhậu lắm. Khi mà lúc mà tìm đối tượng á thì đôi lúc cũng đặt cái tiêu chí đó mà tìm hoài cũng không thấy. Trời ơi, tiêu chí là tìm bạn gái biết nhậu à? Dạ. Thôi mốt lỡ mà anh dắt em đi nhậu đồng nghiệp của anh á thì anh nhậu đi em ăn cho. Ủa tới đây nói chuyện nhậu hả? Khi làm em hay rảnh thời gian nào nhất? Hiện tại thì anh rảnh vào buổi tối và chủ nhật thôi. Nếu như hẹn hò một tháng hẹn hò được mấy lần? Tháng thì ngoại trừ 3, 5, 7 ngày nào cũng hẹn hò được hết. Sao là ngoại trừ 3, 5, 7? Thì 3, 5, 7 anh đang buổi tối anh đang có mắt đi học để trao đổi, tức là học thêm. Còn thường là em rảnh 3, 5, 7 thì để anh xác định học lại sao đâu. Công tác mà qua ngày từng này từng kia á, có thường đi không? Nói chung có thể. Có thể là thỉnh thoảng thôi hay là thường xuyên? Thường sẽ hết dự án luôn em. Tại vì không thích, nếu như mà lỡ mà hai đứa có tiếng xài cứ đi công tác thì em không thích lắm. Của bạn gái rồi á thì với anh chỉ có một người thôi. Không phải có đi công tác tối anh cũng sẽ về với em. Như tối về em được. Anh có ngại bạn gái hơi dạng không? Không, tức là tánh anh thì với người khác thì có thể là hòa đồng vui vẻ, nhưng mà với bạn gái anh không biết nói gì, anh nhát lắm. Nói chung bạn gái cũng tính cách chọc chọc anh thì nó tốt hơn. Tại vì em rất là dạng. Thường là em nói chuyện với nhiều người, người lạ em có thể ghẹo được luôn. Đi với anh đừng có ghẹo, mất công người ta đánh. Không, tất nhiên rồi, đi với anh sao ghẹo được. Mấy người nói chứ không có làm đâu em. Mấy cái người im im, mấy người đó mới ghê. Em yên tâm, cái đó chị bảo đảm. Dạ. Rồi kế hoạch tương lai nếu tụi em hẹn hò với nhau? Em dự định là sẽ về quê. Nếu như em về quê em làm việc thì anh có thể xuống dưới, nói chung là xuống dưới để gặp em được không? Được. Hiện tại thì anh đang ở quận mấy? Hiện tại anh đang ở quận 7. Tại vì anh quận 7, em quận 12, hai đứa mình xa lắm luôn á. Xa hơn em về Long An luôn á. Bây giờ cổ đang nói là pha như vậy, giờ hẹn hò thì... Cuối tuần thứ 7 em có thể đi được. Công việc của em thường là thứ 7, chủ nhật vẫn làm bình thường, ngày lễ vẫn đi làm. Em làm theo ca. Nhưng mà có hẹn hò thì anh phải nói trước, em sắp xếp lịch nhờ người làm thay này nọ, hay là em xin nghỉ ngày đó. Chứ đùng cái gì anh nói, sáng anh nhắn ở bữa nay đi chơi nhưng em là chắc không được. Tại vì cái tính của anh là thích là làm liền không à chứ. Tại vì công việc của em thích làm liền không có được. Quan điểm về con trai con gái thế nào? Con cái thì em thì con trai con gái đều được anh, nhưng mà em vẫn thích con gái hơn. Em thích hai đứa, đứa đầu là con trai, đứa sau là con gái. Mỗi người nói một câu cảm nhận về đối phương. Thực sự anh nghĩ là mình sẽ hợp nhau rất là nhiều. Anh hy vọng là mình có thể có một bước tiến gì đó nó mới hơn. Đơn giản là em thấy anh chắc hợp gu với em, cho em nhậu là được rồi. Trời ơi. Cô đi kiếm chồng mà cô cứ nhậu nhậu hoài hả? Trời ơi à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định bấm hay không bấm. Giờ cũng không cần phải nói gì nhiều, chúng ta hãy quyết định cho nó nhanh lẹ. 1, 2, 3. Mời em. Đây là những vé xem phim của hệ thống Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng. Các bạn sẽ có thời gian xem phim và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Quà tặng dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azac Hàn Quốc. Quà tặng dành cho hai bạn là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng với thương hiệu Atlantic. Và đây là máy nước nóng với thương hiệu Senton với tổng trị giá quà tặng 7 triệu đồng. Và đây là hoa của bạn. Rồi. Dẫn nhau đi xem phim và hò hẹn. Em rất là sợ con rắn ạ. Em không ngủ được một mình. Em không có bất cứ một ấn tượng gì đối với các con số. Và trong tình yêu thì em không có được quyết đoán cho lắm. Thật ra cái cơ hội nó cứ lần lượt nó trôi qua.
Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả Mang. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời chứ bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước. Em tên là Thu Trang, năm nay em 28 tuổi và đang là một chuyên viên của ngân hàng ạ. Em quê ở đâu Trang? Dạ, em quê ở Hà Nội ạ. Bạn Trang 28 tuổi nhưng mà nhìn bé tí cỡ 22 thôi. Rồi, mời bạn giới thiệu lớn lên cho bạn kia nghe luôn. Đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào thân thương nhất tới anh Quyền Linh. Chào bạn. Chị Cát Tường, bạn nữ ở bên kia và toàn thể quý khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em xin tự giới thiệu, em tên là Sơn Thạch, năm nay em 32 tuổi. Em đến từ quê hương Thái Bình và nghề nghiệp của em là làm công nghệ thông tin. Ngoài ra thì em có một cái nghề tay trái đó là dẫn chương trình. Rồi. Bạn gái mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Em trải qua 28 tuổi. Hai mối tình. Mối tình đầu tiên của em thì là thời cấp 3 gà bông chí chóe thì đấy. Còn mối tình tiếp theo của em thì là năm em học đại học. Em quen bạn ấy 4 năm. Tuy nhiên thì là do em hơn bạn ấy 2 tuổi nên gia đình cũng cấm cản. Nên chính vì vậy em mong muốn là có thể tìm được một người bạn trai có thể là bản lĩnh để có thể mà yêu thương và bảo vệ cho em. Rồi, như vậy là cũng một mối tình có nhiều thăng trầm đây. Yeah. Bạn trai thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình? Thưa chị, thưa anh, thưa quý vị khán giả là em trải qua thì được có 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là thời sinh viên. Rồi, bỏ qua mối tình đó, mối tình mới đây nè. Mối tình mới đây là em ra trường đi làm. Nhưng mà do em là một người khá là ham học. Em học tới bằng thứ 2 rồi học mấy cái kỹ năng mềm ấy. Cho nên là em không có nhiều thời gian dành cho bạn ấy. Cho nên là tình cảm nó không được dạt dào, cho nên là hai người không đến được. Được mấy năm bạn? Được 2 năm anh ạ. 2 năm luôn? Dạ. Mình có thấy mình có lỗi trong việc đó không? Em nghĩ là nếu mà để cho lựa chọn lại thì em phải thay đổi. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì cái việc mình bận cách mấy, nếu mà có tình yêu mình phải chăm sóc tình yêu đó. Dạ. Ha, mình phải có thời gian chứ mình cứ bỏ thế. Thật sự là phụ nữ cũng tội nghiệp người ta lắm. Dạ vâng. Nha. Rồi bây giờ bạn muốn tìm một người yêu như thế nào? Anh ơi, trước khi mà em muốn xem cái mẫu người của anh á thì em có thể nhờ chị là gửi cho bạn ý ba cái hình này của em được nhá. Rồi. Dạ, bạn ấy chọn tấm hình nào mà bạn ấy thích nhất, xong rồi bạn ấy có thể cho em biết cái lý do tại sao bạn ấy thích được không ạ? Rồi. Ba tấm hình với ba sắc thái khác nhau. Dạ đúng rồi ạ. Vâng. Tưởng đâu em đưa ba tấm hình ba người khác nhau. Dạ không, có ba người khác nhau hả? Ba người khác nhau luôn. Ba người khác nhau hả? Đây. Dạ. Để xem có duyên hay không. Và đây. Tấm hình đầu tiên. Đưa xem nào. Rất là dễ thương anh ạ. Sao biết dễ thương? Có gì đâu dễ thương. Và đây, tấm hình thứ hai. Chưa thấy gì hết. Lần này thì tóc dài. Cái này tóc ngắn. Và em cũng chưa thấy gì hết, nhưng vẫn dễ thương anh ạ. Cái này nói chung là cũng chưa dễ thương luôn. Và đây, chắc chắn là sẽ dễ thương. Rồi, cuối cùng. Lần này thì là một sắc thái rất là khác. Một cô gái mặc váy và ở trong một cái, em nhớ không nhầm thì cái khung cảnh này giống như kiểu là phố Minh Hưng á. Nhưng mà cái vẻ đẹp này thì nó có toàn diện hơn. Coi người chứ không phải coi cảnh nè. Coi người. Không, nhưng mà cái cảnh nó làm cho vẻ đẹp người nó. Anh ơi, tập trung vào cái người thôi anh ạ. Cái cảnh ở bên ngoài nó chỉ là cái nền thôi anh ơi. Nói chung là ba tấm hình này đều không thấy mặt. Anh ấy sẽ chọn cái hình nào để biết cái phong cách thôi. Dạ vâng. Và phải giải thích là lý do tại sao thích cái đó. Nha. Dạ. Em chọn tấm này chị ơi. Rồi. Cái vẻ đẹp của người phụ nữ này thì nó rất là vừa hiện đại và vừa truyền thống. Một cô gái tóc dài với một cái bãi biển rất là đẹp thì chắc chắn là tâm hồn có rất là nhiều cái sự bao dung. Và tự nhiên là em nhìn thấy là em thích cái vẻ đẹp đấy nên em chọn. Anh ơi, nhưng mà anh có nhìn thấy là cái tấm đó là tấm cô đơn nhất trong ba tấm hình không anh? Vâng, anh thích sự cô đơn bởi vì có đơn thì anh mới làm cho nó không cô đơn được. Anh thích tấm hình này bởi vì biển nó đẹp. Bây giờ sẵn đã qua đây rồi thì chị sẽ hỏi em một chút. Dạ. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em xin nói ngắn gọn là em chọn một người con gái rất là đơn giản thôi. Cao hơn 1.5m và nói chuyện có duyên. Một người con gái thông minh, một người phụ nữ mà giống như kiểu là pha một chút vẻ đẹp về truyền thống lẫn hiện đại. Ra đường thì mình có thể lanh lợi nhưng mà về nhà thì lại yêu chồng yêu con. Có cái điểm nào em không thích ở người phụ nữ? Cái điểm mà em không thích nhất ở người phụ nữ đó là hay soi mói cái chuyện của người khác.
mình phải dồn cái năng lượng để mình làm việc của mình, để mình phát triển bản thân, để dồn cái vòng tròn ảnh hưởng của mình cho người khác, chứ không thế nào mà để ý những cái chuyện của người khác. Cảm ơn em. Em đã nghe anh ấy giải thích về cái tấm hình tại sao anh ấy thích, thì chắc là không biết em đã hài lòng hay chưa. Dạ, vậy thì em cũng giải thích luôn một chút xíu về ba tấm hình của em vừa lúc nãy ạ. Chào em. Dạ, em chào anh. Rồi, giải thích lên nghe luôn. Bức hình này là của em đối với bạn bè của mình ạ. Ừ. Dạ, một con người cực kỳ năng động, cực kỳ trẻ trung và em thích đi du lịch. Đó là tấm hình này của em. Tấm hình này là em đối với gia đình ạ. Một con người cực kỳ là bánh bèo và luôn luôn là công chúa trong mắt của ba và mẹ. Có thể là em không quá là khéo tay, không quá là giỏi xuất sắc giống như là một người phụ nữ Bắc mà ba mẹ từng mong chờ. Tại em có bị like một chút xíu ở trong Sài Gòn rồi. Nhưng mà đối với trong công dung ngôn hạnh của một người phụ nữ Bắc cần đạt tiêu chuẩn thì em có thể là em cũng nhắm được chút chút. Tấm hình anh ấy chọn. Và tấm hình anh ấy chọn thì rất là hơi xui cho anh một chút xíu ạ. Thì đó là tấm hình của em đại diện cho công việc. Em là người rất khó tính và em rất là nóng tính. Đồng nghĩa với việc đó là em rất hay soi mói các hồ sơ. Và có thể là anh ấy không thích người phụ nữ soi mói. Thì cái bức hình anh ấy chọn lại là đúng một cái tấm hình em cực kỳ thích soi mói và nhận xét ạ. Công việc em là kiểm tra chứ không phải là soi mói. Soi mói tức là người ta ngồi ở ngoài, tôi nhìn qua người kia, ta trời bà nó mặc đồ thế ghê quá. Dạ có xài anh ơi. Xài tiền quá. Dạ. Bà thế này thế kia. Dạ có. Cái đó có hả? Trời ơi. Dạ. Đúng là soi mói. Anh đang tính binh cô đó nhưng mà anh binh cũng được, anh chạy luôn. Rồi. Thôi vậy đó, tình hình nó vậy đó em. Thôi bây giờ mình cứ nghe thêm ý kiến của người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi cùng với cả hai bé cùng phòng trọ và một bé là bạn thân ạ. Mời bạn thân của bên nhà gái đâu ạ? Xin chào chương trình và xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Rồi em nhận xét bạn trai bên kia giùm chị với. Trang ơi, thì anh bên này em thấy anh cũng được. Khôi Ngô, Tăng Tú hợp với Trang hay không thì cái đó thì để cho Trang quyết định. Trang tự xử đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn em. Mời chàng MC của tôi. Chào anh. Đi với ai? Hôm nay em đến với một người anh trai ruột và một người chị đồng nghiệp. Dạ. Dạ chào anh ạ. Dạ chào chị. Dạ. Chào anh. Xin chào MC Quyền Linh và chào MC Cát Tường. Anh thấy cô bên đó như thế nào? Em thấy em gái rất là dễ thương, hiền lành, thật thà. Trời ơi, sao anh khen không vậy? Hay quá. Anh đánh giá cô này rất đúng, tức là cô này rất là thật. Thật đến mức mà mình binh cổ của nó không. Em soi mói thật đấy mà. Soi luôn ở ngoài luôn. Cái này á, nó cũng dễ thương lắm em. Dạ. Thật đến mức như vậy đó. Rồi, nếu mà ta bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi. Tốt, ta rút kinh nghiệm thôi. Dạ. Kéo màn lên. Mời hai bạn. Rồi, chào em. Em chào anh. Dạ, đây có một món quà tặng cho anh ạ. Cái này là em tự làm đó. Rồi, cảm ơn. Chúc cho em luôn tươi trẻ, xinh đẹp và tự tin như cái bông hoa này. Dạ, rồi em cảm ơn anh ạ. Theo em thì nếu như mà em đồng ý hẹn hò với anh hoặc là đến với hôn nhân á, thì em có thay đổi cái điều đó đi hay là em mặc định nó là tính tôi vậy, là nếu mà quen thì phải chấp nhận cái điều đó? Tại vì trong ba tấm hình anh chọn thì dù là tấm hình nào anh chọn đi chăng nữa thì cuối cùng nó cũng vẫn là con người của em. Nó chỉ là ba trạng thái khác nhau thôi. Và cái điều thứ hai anh muốn hỏi em là em thích một cái buổi tối hẹn hò như thế nào? Nói chung là em là một người khó hiểu, em có ba mặt. Nếu như mà muốn em là một người mà hẹn hò sang trọng, em có thể diện những bộ đồ sang trọng để em đi cùng anh và đi tiếp khách hàng này nọ. Không, anh không muốn. Còn nếu như là... Nói chung là tùy vào cái mà môi trường mà mình hẹn hò trong cái buổi hẹn hò như vậy. Nếu như mà hôm đó là vào đi ăn lề đường, em sẵn sàng là đi giúp Lào mặc quần thun áo phông này nọ để em đi ăn lề đường bình thường cùng. Có nghĩa là chốt lại là giống như kiểu là mình tùy cơ ứng biến. Dạ đúng rồi ạ. Đúng không? Ok. Quan điểm về tình yêu của em thế nào nhỉ? Em cứ thẳng thắn chia sẻ. Giống như mình nhờ nói chuyện với nhau không phải cuộc phỏng vấn.
Nhưng mà em cả, em đang có cảm giác là em đang bị phỏng vấn ạ. Sao sao nãy giờ em hỏi nhiều quá vậy? Em có bao nhiêu câu hỏi vậy? Em có bao nhiêu câu hỏi tất cả? Em có khoảng 21 câu hỏi. Trời ơi. Bây giờ là em hỏi một lượt 21 câu á, và sẽ chọn ra 3 câu thôi. 21 câu thì chắc phải có. Trời ơi. Trời ơi. Xí, khoan. Cái này cái gì đấy? Em hỏi những cái gì thì em nốt xong. Ủa sao câu hỏi mà có vẻ hình giống như là hình học vậy? 21 câu hỏi tình yêu mà sao có vẻ bản đồ hôm nay nữa? Thì nói em đang định chia sẻ thì bạn nói là em mới nói nhiều rồi, quá. Rồi, bây giờ thôi để bạn tự giải 21 câu hỏi đi. Chịu khó chút nghe cưng. Dạ. Cái nào em trả lời được em trả lời, không trả lời được thì để tụi anh tự trả lời. Rồi, bắt đầu. Bắt đầu câu 1, đọc một loạt luôn nha. Câu 1 là câu buổi tối đã qua rồi. Rồi. Dạ. Khi cần một nơi nghỉ ngơi và lánh khỏi những mối bận tâm hàng ngày thì em được đi đâu? Ngủ. Rồi, bộ phim em thích nhất là bộ phim nào? Không thích phim nào hết. Em thích nhất loại quả nào? Quả gì cũng ăn được. Em thích nhất bài hát nào? Bài nào cũng nghe được. Chương trình TV mà em thích nhất là chương trình nào? Rất nhiều chương trình ạ. Nhà hàng lãng mạn mà em thích nhất là nhà hàng nào? Ui, nhiều quá không nhớ. Một trong những nỗi bận tâm lo lắng nhất? Em nóng lên là em làm những cái chuyện gì em không ai biết được ạ. Cô đừng nóng nha. Em có phải đương đầu với những căng thẳng hay là những cái bất cập gì trong cuộc sống? Dạ không, thường em làm cho người ta căng thẳng thôi. Ước mơ lớn nhất của em là gì? Dạ có thật là nhiều tiền. Em làm việc tốt nhất là khả năng gì? Dạ nói ạ. Bạn em cải thiện điều gì trong cuộc đời của mình? Có chồng, có con. Và quan điểm tình yêu của em là gì? Yêu là phải sống một lần. Yêu là một sống một lần. Đúng. Hết chưa? Sống hết một lần luôn. Nó còn nhiều nhưng mà 21 câu. Giống như kiểu sinh vật. Bắt tay em cái này. Dạ. Em bản lĩnh đấy. Rút lại từ nãy giờ mình nói tất cả những cái gì đó, nói qua nói lại gì đó. Chúng ta có cảm nhận gì về cái sự rung động trái tim chưa? Hãy nói với người đó. Chúng ta có 30 giây. Bắt đầu. Anh thấy nãy giờ em thì sao ạ? Anh thấy là em một người rất là dễ thương và cá tính, rất là một cá tính rất mạnh. Mà đôi khi anh thì không biết là có đủ sức để chịu đựng được cái cá tính hay không. Nếu như mà có thể tiến tới hôn nhân thì anh tính sẽ là bao giờ ạ? Anh thì bây giờ là 32 tuổi, anh chỉ là 6 tháng cho đến 1 năm. Thì rất là đẹp để có khoảng thời gian tiến đến hôn nhân. Nếu mà lỡ mà người đấy mà chưa chuẩn bị nổi kịp tinh thần để cho cái thời gian cho, đó hay sao? Vẫn cho thời gian giãn ra mà, bởi vì mình đã chờ 32 năm rồi. Thì chờ thêm một thời gian nữa thì có sao đâu. Dạ, tại vì thật ra là bạn ấy vẫn đang còn rất là thích đi chơi ạ. Bây giờ các bạn cũng đã nói nhiều rồi. Thật tay vào nút bấm đi em. Hỏi nhiều, đáp nhiều. Bây giờ là lắng động, suy nghĩ thật kỹ để quyết định cho cái nút bấm của mình. Đồng ý bấm nút có nghĩa là trao cái duyên cho nhau để hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Bạn gái đã bấm. Bạn gái rất là nhanh nhẹn. Và bạn trai không bấm. Dạ. Thứ nhất, cá tính của bạn ấy rất là mạnh. Còn cái thứ hai là em không có cái sự rung động từ cái lời nói, không có cảm xúc gì hết, cho nên là em không có đâm. Một cô gái rất bản lĩnh. Thật ra thì với em thì tất cả mọi chuyện là khi lên đến với chương trình này thì là sẽ cho nhau một cái duyên. Nếu như mà chúng ta không thể làm người yêu, không thể quen biết và tiến sâu hơn thì chúng ta cũng có thể là làm bạn bè ạ. Đúng. Và trong công cuộc biết đâu được một ngày nào đấy anh sẽ là một khách hàng của em thì sao ạ? Đúng. Quà tặng dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu mỹ phẩm Skin Azek Hàn Quốc, gửi tặng cho hai bạn. Dạ, em cảm ơn chị. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi, cảm ơn hai bạn. Rồi, chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình dạ, nha. Cố gắng lên nha. Dạ.